Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Việt. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lở đất vỡ đê do mưa lũ hoành hành ảnh hưởng hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của dân Trung Quốc bị chìm trong biển nước. Mưa lũ liên tục với các đập thủy điện xả nước khẩn cấp và lở đất tại Trung Quốc lại vừa xảy ra, đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng hoặc mất tích, chôn vùi nhà cửa và khiến nhiều danh lam thắng cảnh bị đóng cửa tạm thời. 6 người đã bị mắc kẹt do lở đất ở phía tây nam tỉnh Quý Châu, tấn công 3 ngôi làng vào ngày hôm qua. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 156.000 người đã được di rời và 6 người bị mắc kẹt phải được giải cứu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt giữa bùn và đá vụn ở vùng núi thành phố Đồng Nhân đổ nát. Nhà chức trách cho biết 1.900 ngôi nhà bị chôn vùi và 600 ngôi nhà khác bị hư hại. Cảnh quay trên không cho thấy vùng đất xanh mướt rộng lớn trước đây nay đã ngập trong bùn. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, ít nhất 1.200 người đã chết hoặc mất tích trong năm nay tại Trung Quốc do các thảm họa liên quan đến lũ lụt. Kể từ đầu tháng 1 đến nay, thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên đến 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 5,9 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khu vực của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng lớn bởi những trận mưa lớn liên tục từ đầu tháng, đã gây ra thiệt hại cho nền kinh tế nước này, vốn đã suy yếu do sự tấn công của hậu đại dịch COVID-19. Một trận sạt lở khác vào sáng sớm ngày hôm nay tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã chôn vùi 51 ngôi nhà và 96 người dân, 8 người trong số đó đã thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết, một số danh lam thắng cảnh đã phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn. Khu vực núi Gian Khánh cũng đã đóng cửa do những trận mưa lớn gần đây, với nguy cơ sạt lở và các thảm họa khác trên địa bàn. Bên cạnh ảnh hưởng đến du lịch, các học sinh rất mệt mỏi trong tuần này vì phải vật lộn để đến trường đúng giờ. Trong khi nước lũ tràn ngập đường phố ở nhiều khu vực, các nhân viên cứu hộ địa phương đã sử dụng xe tải, thuyền bơm hơi và dây thừng để đưa học sinh đến các địa điểm trường tỉnh Hồ Bắc vào sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, tỉnh miền Đông Trung Quốc là Chiết Giang và hai ngày trước đó đã nâng mức ứng phó lũ lụt lên mức cao nhất dọc sông Thiền Đường giữa lúc mưa lớn đã làm tràn bờ sông hồ và dự báo sẽ còn tiếp diễn. Đến 19 giờ cùng ngày, mực nước tại hồ chứa Tân An Giang, công trình chống lũ quan trọng ở phía thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt 108,5m, cao hơn mức bình thường. Theo giới chức tỉnh Chiết Giang, mực nước sẽ còn tiếp tục tăng và dự kiến sẽ lập kỷ lục so với năm 2022. Hồ chứa lớn nhất miền Đông Trung Quốc sẽ vào sáng sớm ngày hôm qua đã vận hành đập tràn lần đầu tiên sau 9 năm để lại hạ đỉnh lũ. Theo Tân Hoa xã, Ủy ban Thủy lợi Chiết Giang cho biết, mực nước nhiều con sông tại khu vực đồng bằng chính của tỉnh này đã vượt mức báo động. Theo cơ quan khí tượng dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn biến ở các khu vực phía Bắc và trung tâm tỉnh Chiết Giang trong những ngày tới. Từ đầu tháng đến nay, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra trên 6 tỉnh thành của Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở phía Nam. Trong lưu vực sông Trường Giang, ít nhất 1.210 người đã thiệt mạng hoặc mất tích. Nhiều địa phương đã nâng mức ứng phó với lũ lên mức nước các con sông và hồ tiếp tục tăng cao và cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp diễn. Mưa lớn cũng đe dọa nhiều công trình thủy điện bao gồm đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang tại tỉnh Hồ Bắc. Theo thông tấn xã Trung ương của đảo Đài Loan, đỉnh lũ sông Dương Tử đi qua hồ Bà Hương và chiều ngày hôm qua đã làm vỡ hơn 200m đê ở phía bắc của hồ Định Đồng, huyện Vĩnh Tô, tỉnh Giang Tây. Theo truyền thông đại lục, cơ quan phòng chống lụt bão và huyện Vĩnh Tô cho biết, khu vực địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đê gồm có 80.100 mẫu đất canh tác, tổng diện tích đến 41.000 km², đe dọa sự an toàn của 31.000 người dân. Công ty thủy điện và thủy lợi Giang Tây đã cử nhân viên đến hiện trường để chặn đê, nhưng nước từ con sông bên ngoài đoạn đê được tu sửa vẫn chạy với tốc độ lớn. Việc chặn đê lại rất khó khăn, những vật liệu bằng đá nhỏ thả xuống đã bị nước cuốn trôi, bởi vậy những người cứu hộ đã phải dùng đá to. Tuy nhiên, công trình phòng hộ lũ động đình tốn rất nhiều vật liệu nên để sửa chữa đoạn đê này cần khối lượng vật liệu lớn nên làm việc rất khó khăn. Ước tính không thể sửa chữa lỗ hổng vỡ đê trong thời gian ngắn. Hiện tại, mực nước hồ động đình ở tỉnh Giang Tây tiếp tục dâng cao, ít nhất 4 trạm quan sát đã vượt đỉnh quá mức trong thảm họa lũ lụt năm 1998 và năm 2020 và đã phá vỡ kỷ lục lũ trong lịch sử của hồ động đình vào tháng 6 2020. Tình hình lũ lụt hiện rất nghiêm trọng. Theo giám sát vệ tinh, diện tích bề mặt của hồ động đình và vùng nước xung quanh hiện đã vượt quá 3.900 km², lớn nhất trong vòng 10 năm qua. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, từ ngày hôm nay đến cuối tháng mưa lũ sẽ tiếp xuất hiện ở vùng trung du, vùng hạ lưu sông Trường Giang. Mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực chính chịu ảnh hưởng của mưa lớn sẽ bao gồm Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Tây Bắc Giang, Tây An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang và một số nơi khác. Ở một số khu vực sẽ có mưa đá to. Truyền thông đại lục cảnh báo tình hình kiểm soát lũ ở trung hạ lưu sông Dương Tử sẽ là rất nghiêm trọng trong vài ngày tới, cần ngăn chặn sự phát hiện của các thảm họa như lũ lụt các con sông nhỏ và vừa, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn, tránh đất đá sạt lở chui vào những chỗ trũng. Tổng cộng có 17.000 người bị ảnh hưởng ở 6 tỉnh thành và khu tự trị, 30.000 con nhà đã bị sập và 9 con sông xảy ra lũ lụt trong lịch sử.
vượt mức lịch sử vào mùa hè năm 2020. Trong khi mùa lũ bão gió đang tàn phá đại lục thì chính quyền nước này không quan tâm mà tiếp tục đưa đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các quốc gia hàng xóm gây phản bội cho toàn thế giới. Ông Tập vẫn đang mải mê cho quân tập trận cả ngày lẫn đêm trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải nghiêm trọng các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Theo thời báo Tuổi Trẻ cho biết, Bắc Kinh liên tục có các đợt tập trận kéo dài ở Biển Đông gần đây. Các cuộc tập trận này chia thành hai đợt, đợt này từ 4 đến 15 tháng 3, đợt 2 từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4. Khu vực tập trận trong hai đợt này nằm giữa tỉnh Hải Nam và Việt Nam. Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang vận dụng việc thế giới dồn dập sự tập trung vào tình hình Ukraine để tranh thủ phô trương sức mạnh ở Biển Đông, tập trận cả ngày lẫn đêm. Nhận định về các cuộc tập trận kéo dài gần đây của Trung Quốc, giáo sư Kat Heyer, Học viện Văn phòng của Quốc cho rằng các cuộc tập trận phức tạp đã được lên kế hoạch, tổ chức phục vụ một số mục đích như đào tạo, tích hợp các nền tảng công nghệ mới để liên kết giữa các lực lượng giữa hải quân và không quân. Theo chuyên gia người Úc, các cuộc tập trận của hải quân và không quân Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3 bao gồm các cuộc tập trận không quân phức tạp. Lực lượng không quân Trung Quốc đã tập trận cả ngày lẫn đêm với nhiều loại máy bay chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ từ các căn cứ không quân trong khoảng 20 giờ. Bức tranh toàn cảnh cho chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chiến lược và đang tham gia một vòng xoáy hành động trả đũa ở Biển Đông. Nói cách khác, mỗi bên phản ứng lại các hoạt động quân sự của bên kia. Giáo sư Kat Heyer nhận định, ông Heyer cho rằng các cuộc tập trận quân sự được thiết kế để chứng minh khả năng cụ thể, quyết tâm chống lại sức mạnh hải quân và đối thủ. Các cuộc tập trận vào ban đêm và rạng sáng của họ để đáp ứng thời điểm các hoạt động không quân của đối thủ. Theo một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khoa học của Công nghệ Quân sự ở Bắc Kinh, lịch trình huấn luyện mới nhằm đáp ứng các hoạt động của máy bay và tàu chiến của Mỹ luôn diễn ra từ nửa đêm đến sáng, ông Theo dẫn chứng. Ngoài ra, có thể suy đoán rằng thời điểm được chọn là thời cuộc tập trận Balikatan, thời niên giữa Philippines và Mỹ, một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong những năm gần đây. Giáo sư Thayer trả lời Tuổi Trẻ, ngoài hai đợt tập trận nêu trên, báo South China Morning Post đưa ra một số thống kê đáng chú ý. Trung Quốc đã tiến hành gần 100 cuộc tập trận ban đêm trong năm 2022 so với chỉ 30 cuộc tập trận trong năm 2021. Bình luận có vận động thái này của Trung Quốc, ông Hoàng Việt, trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có thông tin cho biết Trung Quốc đã liên tục đưa ra các thông báo tập trận là để tìm kiếm một máy bay quân sự của họ đã bị rơi ở đây trong lúc tập trận. Tuy nhiên, việc kéo dài hoạt động tập trận cho dù máy bay đã được tìm thấy, cho thấy Trung Quốc có thể có những ý đồ khác ở đây. Trước tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine khiến cả thế giới tập trung vào đây, có lẽ sẽ dẫn đến sự lơ là ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, có những lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tìm cách gia tăng các vị trí và ảnh hưởng của họ ở Biển Đông, ông Việt nhận định. Động đất mới xảy ra ở Trung Quốc làm tăng một lo vỡ đập Tam Hiệp. Một trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc rạng sáng ngày hôm qua đã làm dấy lên lo ngại có thể gây sạt lở đất và làm trầm trọng thêm tình hình của đập Tam Hiệp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA phát cảnh báo mưa lớn ngày hôm qua khắp Trung Quốc, đánh dấu ngày thứ 31 liên tục, Taiwan News đưa tin. Thêm vào đó, một trận động đất xảy ra vào ngày hôm qua ở khu vực phía trên đập Tam Hiệp. Cụ thể, lúc 4:08 ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter xảy ra ở huyện Nhược Nhĩ Cái, tỉnh Tứ Xuyên, ở độ sâu 8 km. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, huyện Nhược Nhĩ Cái nằm ở thượng nguồn đập Tam Hiệp và khu vực cực bắc của châu tự trị dân tộc Tạng, Khương Nha Qua, tỉnh Tứ Xuyên. Dù cường độ của trận động đất không lớn lắm, nhưng độ sâu nông của trận động đất trong bối cảnh mưa lũ nặng nề ở khu vực phía tây nam Trung Quốc dẫn tới lo ngại về nguy cơ sạt lở đất. Theo Taiwan News, CMA cũng đã phát cảnh báo mưa lớn từ 8 giờ ngày hôm qua tới 8 giờ ngày hôm nay đối với phía nam Giang Hán, phía tây và nam Hạ Giang, phía bắc Giang Nam, miền Trung Vân Nam, phía nam Quý Châu, Hồ Bắc An Huy, phía bắc Hồ Nam và đông bắc Giang Tây. Trong vài ngày qua, lũ lụt nặng nề đã được ghi nhận ở cả phía trên và dưới đập Tam Hiệp, trong đó có cả tại thành phố Nghi Xương, cách đập Tam Hiệp 40 km và Phượng Hoàng Cổ Trấn. Trước đó, từ cuối tháng 10 năm 2022, trên mạng Internet của người dùng Trung Quốc đã có một số cảnh báo về nguy cơ với đập Tam Hiệp xấu nếu xảy ra động đất. Một YouTuber người Trung Quốc hôm 30 tháng 10 nói rằng lũ lụt ở Trung Quốc năm nay đang vượt xa đợt lũ lụt năm 1998, đồng thời tự đoán rằng nếu động đất xảy ra ở thượng nguồn sông Hương Tử có thể khiến một trong những đập nhỏ hơn bị vỡ. YouTuber này cảnh báo nếu điều này xảy ra có thể dẫn đến hiệu ứng domino, một đập bị vỡ dẫn tới những đập khác cũng vỡ và bản thân đập Tam Hiệp sẽ chịu một sức ép khủng khiếp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Việt để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!